Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh em channel. Mình là Linh ở Wichita, Kansas. Hôm nay trước cửa nhà mình có cái cảnh cắt cây. Mình quay chia sẻ cho quý vị khán giả xem ha. Đó, trước khi làm người ta để mấy cái trụ này nè. Mấy cái trụ này nè là nói phía trước đang làm đó. Có cái bảng này nữa. Rồi cái bảng này là nói để phía trước đang làm đó. Cho mình lái xe mình cẩn thận á. Nè, mình quay đây cho quý vị khán giả xem ha. Buổi sáng nè, buổi sáng các bé đi học, mình đưa các bé đi học xong rồi. Dạ, dạ đây con ạ. À, đây con chào đi ạ. À, cái ông bà cô cái gì đi chú cái bác anh chị và các bạn. Con khỉ làm sao? Sư tử. Ồ vậy hả? Đâu mũi đẹp ở đâu? À đó hả? Này, mình quay cho quý vị khán giả xem ha. Ở bên đây mỗi lần làm gì cái người ta đi nguyên một đoàn vậy đó. Một chiếc bên tay trái, một chiếc xe. Bên tay phải một chiếc xe, ở phía trước một chiếc, phía trước một chiếc nữa. Đi lần 4 5 chiếc vậy đó. Cái đợi mẹ đó, người ta có cái kêu cái đó là cái gì mình cũng không biết nữa. Cái trụ đưa dài lên, cái có người ngồi ở trong đó đó, cái cắt cho gớt xuống đó. Bên tay phải nè nè, mẹ cho mẹ quay cái nhé. Nó đứng lên con coi đi đó. Bên bên tay phải cũng có một cây trụ nữa đó, cũng có người ngồi trên đó. Cái cây gớt xuống dưới, cái người ta lụm để vô cái xe màu vàng này nè. Để mình chỉnh cái nha. Để vô cái cọc đó. Nó thấy quý vị thấy cái nó đang quay không? Để vô đó là sấy sấy cây nhuyễn luôn. Mẹ chưa ha. Để con bấm của mẹ hả? Đợi mẹ, đợi mẹ xíu, cho mẹ mượn chút ha. Đây, đây mẹ ấm, mẹ ấm. Ta da da da, đó anh ta lụm đó. Con coi kìa, coi kìa. Đó, hay ghê chưa? Nên ta lụm cây người ta bỏ vô đó, xong đó nó nghiền nát ra luôn. Đó có cái xe đấu gác nữa kìa. Xe đấu gác kìa mông cá. Xe đấu gác đó con. Xe đấu gác đó. Xe đấu gác bên Mỹ đó quý vị khán giả. Xe đó có hai cái cần, tới chỗ thùng rác cái đưa cần đó ra, cái cầm ôm thùng rác đổ vô, xong rồi chạy đi tiếp. Thì mẹ quay tiếp này. Ở bên đây cắt cây cũng tiện lắm quý vị khán giả, không có chở cồng kềnh giống như ở bên quê Việt Nam mình. Người ta cắt cái người ta cưa tại chỗ luôn.
Nè nè, con coi kìa, con coi kìa. Đó đó đó, anh ta làm kìa. Anh ta làm hay quá kìa. Anh ta làm xong cái anh ta thu dọn xe lại nè. Hồi nãy có cây có gác ở dưới đường, giờ người ta quét dọn sạch sẽ lại nè quý vị khán giả. Ông Cát đang nói chuyện với bà ngoại Việt Nam ở dưới kìa. Gọn gàng hả quý vị khán giả ha. Khi nào đi thì người ta sẽ thu cái mấy cái bảng này vô. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.